Kính thưa quý vị, Chuẩn tướng Châu Lập Thế Flora được đề cử thăng cấp thiếu tướng. Theo thông cáo báo chí từ trang nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 5 tháng 6 năm 2019, trong bảng danh sách 22 chuẩn tướng vệ binh quốc gia, tức là lục quân, được đề cử thăng cấp thiếu tướng có chuẩn tướng Lập Thế Flora. Hồ sơ từ văn phòng thống đốc gửi đến Quốc hội chuyển qua Ủy ban Quân vụ Thượng viện xác nhận cùng ngày. Sau khi Thượng viện duyệt xét, ông sẽ được chính thức thăng cấp thiếu tướng trong thời gian tới. Chuẩn tướng Châu Lập Thế Flora sẽ là người Việt thứ hai mang cấp thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ. Trước ông có thiếu tướng Lương Xuân Việt, cũng là lục quân. Hiện nay thì có 3 người Việt mang cấp tướng trong quân đội Hoa Kỳ và Hải quân là Đại tá Nguyễn Từ Tuấn, Từ Huấn cũng được đề cử thăng cấp Phó Đề đốc Hải quân cùng ngày 5 tháng 6 năm 2019. Như vậy thì tướng lãnh Hoa Kỳ gốc Việt có 4 vị là thiếu tướng Lương Xuân Việt, lục quân, chuẩn tướng Châu Lập Thế Flora, vệ binh quốc gia, được đề cử thăng cấp thiếu tướng, lục quân, chuẩn tướng William H. Seeley III, thủy quân lục chiến, HQ Đại tá Nguyễn Từ Huấn được đề cử thăng cấp Phó Đề đốc, chuẩn tướng Châu Lập Thế Flora, sinh năm 1962 tại Sài Gòn, Việt Nam. Thân phụ của ông là một thủy thủ của Hải vận đội của Việt Nam Cộng Hòa. Cha ông đã hy sinh lúc ông vừa lên 2 tuổi. Ông vượt biên đến Mã Lai năm 1980 và được cha mẹ nuôi bảo lãnh sang Hoa Kỳ một năm sau đó. Tướng Châu Lập Thế Flora mang cấp thiếu úy năm 1987, được thăng cấp trung úy năm 1990, thăng cấp đại úy năm 1994, thăng cấp thiếu tá năm 2001, thăng cấp trung tá năm 2006, thăng cấp đại tá vào ngày 30 tháng 6 năm 2011, thăng cấp chuẩn tướng vào ngày 23 tháng 5 năm 2016. Ông được trao tặng nhiều loại huy chương cao quý như Legend of Merit, Bronze Star, Meritorious Service Medal và nhiều loại huy chương giá trị khác. Hiện nay, chuẩn tướng Lập Thế Châu Flora và là tư lệnh phó lục quân Hoa Kỳ vùng Phi Châu, kiêm cố vấn lục quân trừ bị, kiêm phụ tá tư lệnh vệ binh quốc gia tiểu bang Virginia, đặc trách chỉ huy lục quân bội chiến.